Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Anh Nguyễn Hải Dương, chuyên ghép và test bò hát karaoke gia đình phòng hát và sự kiện. Hôm nay buổi sáng thứ hai, ngày 29 tháng 10 năm 2018, Anh Nguyễn xin lòng giới thiệu đến toàn thể các bác một mẫu đẩy mà Anh Nguyễn đã cung cấp trên thị trường rất nhiều rồi. Hôm nay Anh Nguyễn làm clip này muốn giới thiệu với các bác là Anh Nguyễn tiếp tục về hàng và về với số lượng rất là nhiều. Đó là cục đẩy có tên là TD-LA550B. Và mẫu thứ hai là TD-AUGUTIC-LA550H. Thì đây là hai cục đẩy giống hệt nhau về nội thất nhưng khác nhau về màu sắc. Thì bác nào có cái sở thích về màu đen thì bác sẽ lấy màu đen. Bác nào có sở thích về màu ghi thì sẽ lấy màu ghi. Anh Nguyễn khẳng định đây là một cục đẩy chính hãng, chính hãng của công ty TD Autotic. Công ty TD Autotic là một công ty rất nổi tiếng về sản xuất các thiết bị âm thanh lô điện Trung Quốc và đã chiếm ngự được niềm tin của những người chơi âm thanh. Bởi thứ nhất là hình thức đẹp, thứ hai độ bền cao, thứ ba giá cả hợp lý. Thì dòng cục đẩy TD là A550 này, nó công suất của nó mỗi kênh là 550W, tổng hai kênh là 1.100W, có thể chơi tốt được một đôi bát 30, một đôi bát 25, từ lớn họng lớn. Và dòng cục đẩy này rất phù hợp với gia đình. Thì cái ý tưởng thiết kế này cục đẩy này có xuất phát từ Canada và được trực tiếp các công ty ở Trung Quốc sản xuất. Đây là một hàng chính hãng của TD Autotic, dấu đỏ và tem khẳng định hàng của mình. Nó không có loại 1, không loại 2 nữa nhé, mà là hàng chính hãng, chỉ có mô đen. Đây là một dòng rất phù hợp cho tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em hát karaoke gia đình cũng như nghe nhạc. Bây giờ em sẽ quay về một chiếc một chút. Thì dòng là mô đen này, hai bên là hai cửa sổ cơ khí, ở giữa là hai chiếc áp điều chỉnh cho hai kênh và có cái đèn báo đầu vào, đèn clip và logo tem chống hành giả. Đây là màu đen, có màu đen là LA550H. Gam màu thứ hai đó là gam màu ghi, cũng hai bên hai cửa sổ lớp khí, ở giữa là hai chiếc áp và có các đèn báo và một tem. Cái tem của màu trắng là đan dọc, còn có màu đen là đan ngang thôi nhá. Thì dòng này đều có tem chính hãng hết. Đấy, mặt nó là khay nhôm nguyên khối dày 5 ly, sơn tĩnh điện không bong chóc. Đây là phía trước, phía sau có hai con giống hệt nhau. Phía sau này, với những dòng cục đẩy Trung Quốc, người ta làm không thiếu không thừa, hỗ trợ đường vào bằng rắc ca lông đực và cái cho kênh A. Kênh B cũng vậy, tức là có thể cô linh ra một đẩy khác nối tiếp nhau này bên này. Đấy, vào đường ra hỗ trợ bằng những lưu xích và rắc kẹp. Tiếp theo nó có các độ nhạy về đẩy áp khác nhau như 1.5, 1.0, 0.75 và có chế độ cắt súp bánh độc lập, súp ấy, súp hơi đấy. Và có 3 chế độ đánh khác nhau, một là sitter, hai molo, ba là poly. Đây hai dòng này giống nhau về dòng sau nhá, chỉ khác nhau về mặt thôi. Về nội thất thì em sẽ bật con đen, con đen bác sẽ suy ra con trắng bởi vì nó là một mà em. Thì đây chính là cái nội thất của nó. Bên trong nó sử dụng một biến áp, biến áp này có đường kính là tầm khoảng trên 15 cm, khoảng quá nhá, khoảng chừng đấy, được bọc một cách chắc chắn đẹp đẽ và có một miếng lót cao su. Bên ngoài là một cái vòng tròn nhựa để bảo vệ, thứ hai là ghi đầy đủ các thông tin và cục đẩy, các màu dây, các số để áp ra và có tem QC để kiểm tra của nhà xuất trước khi xuất xưởng. Tiếp theo thì cái dòng này nói về cái bo nguồn nó này, nó sở hữu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tụ đồng nguồn rất lớn của hãng HSBC, một hãng nổi tiếng sản xuất các cái linh kiện điện tử của Trung Quốc. Điện áp của nó rất cao nhé, 80V, cho nên nó tiếng rất hay và lọc là 6.800 mV, luôn luôn cấp đủ điện áp cho hai bo này. Đấy, có hai dây bảo vệ loa và một bo cảm biến. Bo này thì nó là cho nhiệm vụ là cấp 12V đóng giờ le, tắt mở nguồn AC. Thì đây chính là cái bo nguồn rất là đẹp, tụ nhiều.
tốn rất là nhiều. Tiếp theo về khối công suất, quay nhìn đây, nó dùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, thứ 12, 24 sò, và nó chạy cái dòng sò rất là nổi tiếng, đó là TTA 1943, dòng sò dây ban, và TEC 5200, đó là những cái dòng sò mà công đại công suất nó chiếm tới 90% trở lên là chạy dòng sò này, và chạy công nghệ Class D, tiêu tốn ít điện năng, độ bền cao. Hai bên hai quả giỏi rất im. Và các bạn nhìn này, những cái dòng hãng mà là cái điện trở này, nó cắm vào cũng rất là thẳng hàng, ngay ngắn, dùng điện trở sứ và cái điện trở to, không dùng dán, và điện trở 5 mạch màu cho nên độ bền cực cao, sửa chữa cực dễ. Các bạn nhìn đây, các cái bóng đèn mà khuếch đại cái âm thanh đấy rất to nhé. Các bạn nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, tức là những bóng rất to để khuếch đại tín hiệu ngay, cho nên là tiếng nó rất là khủng lực, mặc dù nó không nhiều sò nhưng mà nó rất là lực. Và em xin báo giá luôn anh nhé, cái này có giá là hơn 4 triệu bao ship, hơn 4 triệu bao ship. Thì với những cụ đẩy mới này, các bác không dạy gì mà lên mua cụ đẩy bãi, cũng phân khúc 24 sò này. Đẩy mới thứ nhất là tuổi thọ cực cao, âm thanh cực hay, bởi vì nó là đốn đều công nghệ mà, nó khắc phục toàn bộ những lỗi trước. Đẩy bãi người ta dùng rất là lâu rồi, người ta chán là bỏ đi rồi, mà cũng của chúng sản xuất. Đây là một dòng cụ đẩy chính hãng, các bác lưu ý như em vậy thì nó sẽ bền hơn rất nhiều, bền và âm thanh rất là hay. Tất cả những cái linh kiện như sò, trở, tụ nó chưa hoạt động cho nên độ bền cao. Em mời các bác nghe cùng nghe. Một cú đẩy với đôi loa nhé, tức là đẩy này, đôi loa và một cái kính. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 110. Em ship hàng Hàn Quốc với giá hơn 1 triệu nhé. Chơi tốt là loa mắt 30 và 25. Rất phù hợp cho karaoke gia đình. Anh Nguyễn chào các bác nhé.